Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, sau phần tin Yên Mỹ tràn lan vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, các mức xử phạt xe quá tải mới nhất năm 2021 là bài phản ánh sau một tuần thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh, nhất là dọc tuyến quốc lộ 39A diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thời gian gần đây, qua công tác thanh tra kiểm tra của ngành giao thông vận tải tỉnh cho thấy, trên các tuyến quốc lộ, tình trạng người dân sử dụng trái phép đất trong phạm vi đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ diễn ra phổ biến. Nhếch nhác, lộn xộn, ngổn ngang vi phạm hành lang an toàn giao thông mà người tham gia giao thông thấy được trên quốc lộ 39A, đoạn khu vực xã Minh Châu, Trung Hưng, Nghĩa Hiệp. Các hộ kinh doanh để thùng bể ô tô nằm dọc hành lang có hiện tượng địa phương tạo điều kiện cho phép người dân kinh doanh trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, nhất là trên tuyến quốc lộ, ảnh hưởng đến tầm nhìn, nền mặt đường và hệ thống thoát nước của đường. Rất mong các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm kiểm tra, chấn chỉnh việc này. Năm 2021, mức phạt đối với xe quá tải vẫn rất cao. Xe quá tải, cả lái xe và chủ xe đều bị phạt. Mức phạt xe quá tải hiện nay được quy định trong Nghị định 100/2019/EDCP. Mức phạt với lái xe quy định tại Điều 24, mức phạt với chủ xe quy định tại Điều 30. Các mức phạt cụ thể như sau. Mức quá tải từ 10 đến 30% đối với lái xe là từ 800.000 đồng cho đến 1 triệu đồng. Còn mức phạt đối với chủ xe là từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Mức quá tải từ 30 đến 50% phạt với lái xe là từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, còn đối với chủ xe là từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Mức quá tải từ 50 đến 100% mức phạt với lái xe là từ 5 triệu đến 7 triệu đồng. Với chủ xe là từ 14 triệu đến 16 triệu đồng. Mức quá tải từ 100 đến 150% mức phạt với lái xe là từ 7 triệu đến 8 triệu đồng. Còn đối với chủ xe là từ 16 triệu đến 18 triệu đồng. Mức quá tải trên 150% mức phạt với lái xe là từ 8 triệu đến 12 triệu đồng. Còn đối với chủ xe là từ 18 triệu đến 20 triệu đồng. Lái xe ngoài bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 5 tháng. Xe chở quá trọng tải dưới 10% không bị xử phạt. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn phớt lờ quy định xử phạt này, cố tình chở hàng quá trọng tải. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ-móc hoặc semi-rơ-móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm 50% so với mức thu quy định hiện hành. Sau một tuần triển khai Nghị định 103 của Chính phủ về giảm 50% mức thu phí trước bạ ô tô, các chủ phương tiện đều vui mừng vì được giảm 50% phí trước bạ. Tại điểm đăng ký xe của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, số lượng người dân đến đăng ký xe tăng đột biến. Nguyên nhân bởi lệ phí trước bạ đăng ký xe giảm 50% khiến nhiều người dân dù đã mua xe trong tháng 11 nhưng đợi đến tháng 12 mới đăng ký. Tôi mua xe vào ngày 16 tháng 11 thì tôi cứ để xe ở nhà và đợi cái chính sách ưu đãi của Thủ tướng Chính phủ giảm lệ phí 50% phí trước bạ. Đây cũng là một cái nguồn động viên to lớn tới nhân dân, này tôi rất là phấn khích và phấn khởi. Trước thời điểm Nghị định 103 có hiệu lực, trung bình mỗi ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh làm thủ tục đăng ký chỉ khoảng từ 10 đến 20 xe ô tô và gần 100 xe máy. Nhưng sau ngày 1 tháng 12 đến nay, chỉ tính số ô tô được đăng ký mới đã tăng đột biến. Sau khi Chính phủ có cái quyết định miễn giảm thuế 50% cho những xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước thì lượng tổ chức cá nhân đến liên hệ đăng ký là phát sinh đột biến rất đông. Và trong một tuần thì chúng tôi cũng đăng ký được khoảng gần 1.000 phương tiện. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh thì yêu cầu tất cả cá nhân, tổ chức đến liên hệ đăng ký phương tiện thì đều phải có test nhanh có hiệu lực trong vòng 48 tiếng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng dịch.
Nghị định 103/2021 EDCP của Chính phủ về giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Đây chính là đòn bẩy kích thích sản xuất và tiêu dùng nội địa, đồng thời chia sẻ khó khăn do dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ với người dân. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.